Trong giới kinh doanh mặt hàng điện thoại ở Nghệ An, ít người không biết đến Tùng Marketing bởi biệt tài tiêu thụ hàng tồn. Tháng 11 năm 2017, Tùng được nhận vào làm việc hợp đồng ở công ty cổ phần thương mại NK chi nhánh thành phố Vinh với vị trí nhân viên kỹ thuật, tiếp đó là bộ phận marketing. Với năng lực của mình, Tùng đã lên kế hoạch bán điện thoại tồn kho cho công ty. Riêng trong tháng 6, tháng 7 năm 2018, Tùng đã thu về gần 5 tỷ đồng tiền hàng và đã nộp đầy đủ. Tiếp đó, Tùng đề nghị công ty nhiều lần xuất hàng cho mình để bán. Nhưng số tiền bán được, Tùng dùng hết vào chi tiêu cá nhân. Về phía công ty, không thấy Tùng giao nộp tiền đã nhiều lần yêu cầu Tùng thanh toán. Tuy nhiên, ngày 21 tháng 9 năm 2018, Tùng đã bỏ trốn sang Thái Lan. Nhận được đơn trình báo của công ty cổ phần thương mại NK, ngày 5 tháng 10 năm 2018, công an thành phố Vinh đã bắt giữ Đỗ Tiến Tùng khi Tùng đang có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục trốn sang Đài Loan. Quá trình điều tra làm rõ, sau khi lấy được hàng, đối tượng mang bán rẻ với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Đặc biệt, để thể hiện trống ảo trên mạng xã hội, Tùng đã bỏ tiền thuê người mẫu chụp ảnh giả làm đám cưới và đi du lịch. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Đỗ Tiến Tùng về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với mức án 12 năm tù, đồng thời phải khắc phục hết số tiền đã chiếm đoạt. Đây là bài học cho những người vì muốn làm giàu nhanh chóng, muốn hưởng thụ mà bất chấp quy định của pháp luật thì sớm muộn cũng phải trả giá.